Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Mr. House. Và ở video hôm nay thì Mr. House sẽ giới thiệu với mọi người một đôi loa chép của Sony ha. Thì như những cái clip trước thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái cấu tạo của cái cặp loa này. Và mình sẽ nói luôn là cặp loa này nó sẽ thích hợp với cái nhạc gì ha. Và mình xin nhắc lại nha, tất cả những sản phẩm bên mình đều là hàng kháo hùng loa Nhật và là đảm bảo zin 100%, đẹp long lanh. Thì những cái này là mình bán để thu hồi vốn nha, nên giá của mình là rất là rẻ rồi, thì mong anh em mình đừng có trả giá ha. Rồi mình sẽ bây giờ đầu tiên là mình sẽ đo cái kích thước của cái loa chép Sony này. Thì kích thước của loa chép Sony này là có đường kính loa là 7.5 cm, 7.5 cm ha. Rồi đường kính 7.5 cm, đây 500 ha, 500 là 3.5 cm, 500 từ đôi nha, phía trong này 500, phía ngoài là 500 luôn đó. Bên này là dương âm nè, hai cọc dương âm ha. Thì cái này lỗ bất lo, thì anh em nào mua thì mình sẽ tặng luôn cái bộ ốc luôn, bộ ốc heo cái em này là ốc lục giác nha mọi người. Thì anh em nào mua thì mình sẽ tặng luôn. Heo lo này là ốc lục giác để mình bắt vô đây ha. Thì mình sẽ tặng luôn cho mọi người là một bộ như thế này. Đó. Thì mình gỡ cái hồng lo ra như thế nào thì mình tặng như vậy. Thì cặp này á, là nếu mà anh em mua nhiệt tình thì mình sẽ tiếp tục mình tặng luôn cho cái tụ luôn ha. Cái tụ để mình cản, mình nghe dưới là mình cản chép. Rồi. Thì cái này rất là dễ để mình lên thùng nha. Cái kích thước như thế này mình về mình rất dễ để lên thùng. Tiếng thì Sony như cái dòng mọi người biết rồi. Cái dòng Sony thì nó rất phù hợp với nhạc bolero, nhạc nhẹ hoặc là nhạc trữ tình. Cặp này nó thiết kế rất là đẹp mọi người. Nó có cái quả tiễn nè. Nó có cái quả tiễn của này nè. Khi mình lên thùng thì nó rất là đẹp luôn. Màng của nó là màng poly nha, màng poly chứ không phải màng giấy. Đó, màng poly. Tiếng chép của em này là nó rất là tí tách luôn, rất là tí tách luôn. Thì cái thùng lo mình gỡ ra thì cái thùng lo nó 50W. Là cái này, cái cặp này mình nghĩ là nó tầm khoảng cỡ 25W nha mọi người. Mình nghĩ nó khoảng tầm cỡ 25W, 25W 6 ohm ha. Thì mấy cái lo thùng thì chủ yếu là 6 ohm. Rất đẹp, rất long lanh. Về lên thùng rất là tuyệt vời luôn. Màu trắng ngọc trinh rất đẹp nha. Rồi, ok mọi người. Thì như vậy là mình vừa giới thiệu với mọi người một đôi chép bà Sony. Thì mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh YouTube Mr. House cũng như là ủng hộ các sản phẩm bên Mr. House. Thì có gì thì mọi người cứ liên lạc cho Mr. House qua số Zalo là 0949462206 nha. Bây giờ mình cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mà Mr. House sẽ up trong thời gian sắp tới nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn lại tất cả mọi người. Chào mọi người.